Chào đón quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của đài VTV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, nhóm phóng viên của chúng tôi hiện tại đang có mặt tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo tại thành phố Houston, tọa lạc trên đường Kingsway. Xin mời quý vị cùng tham dự vào chương trình lễ phục sinh được tổ chức tại giáo xứ cùng với lại tất cả các quý vị đồng hương ở nơi đây. Và xin mời quý vị cùng tham dự với đài VTV. Chương trình được diễn ra trong suốt 3 ngày từ ngày 18, 19 cho đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2019. Và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Bầu trời còn mù sương, đàn chim đã hót ca rộn ràng, cùng chào mừng bình minh lại đến bao tin cho ngày vàng. Kìa bà Maria vội bước về nơi mộ Chúa trên, thế nhưng sao chẳng thấy ngài nơi mộ hoang vắng. Ngày bà Maria, bà hãy nói cho chúng tôi. Mà tôi nhìn thấy mộ Chúa giờ đây đã trống vắng, thấy áo khăn còn để lại, Chúa này đã từ sông rồi. Con đã mãi vang cung lạy, khen lên Chúa đã khai hoài, ta đã thấy con nhắc chờ vì Giêsu đã sinh trong vòng tay, Chúa đã hết mọi ước, Alleluia, lầm ta mà ngồi trước áp ma. Một sứ điệp rất mãnh liệt là anh chị em hãy vui mừng lên, bởi vì Chúa đã sống lại. Việc Chúa sống lại giải thích cho chúng ta một chiếc chương trình mầu nhiệm của Chúa Kitô, của Thiên Chúa. Chúng ta cử hành cái đêm phục sinh Chúa đã sống lại. Tất cả những cái gì là huy hoàng, là sự sống, là sức mạnh, là rực sáng, phải cho chúng ta thấy được Chúa Kitô sống lại. Và niềm tin Chúa Kitô sống lại là một niềm tin duy nhất của người Công giáo. Bởi vì từ trước đến nay chưa có ai sống lại cả. Trong cái niềm tin của người Kitô hữu thì có thể nói đây là một cái ngày rất là quan trọng trong mùa lễ phục sinh. Xin mời cha chia sẻ ý nghĩa để cho tất cả các quý vị đồng hương ở khắp các nơi hiểu thêm. Vâng, mọi người đều biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài có một cái sứ mệnh mà Chúa Cha sai Ngài xuống trần gian để cứu chuộc. Thế thì cái việc mà Ngài quan trọng nhất, tức là vừa ghi rõ đầy đủ nhất, đó là những cái cuộc khổ nạn của Chúa và cái sự phục sinh của Chúa. Đó là một cái đặc đó nhất, bởi vì tất cả những người khác đã chết sau những cái cuộc bị bách hại hay là bị tôn vinh hay gì cũng vậy, họ đều chết. Nhưng mà Chúa Giêsu qua những cái đó thì Ngài đã sống lại. Không ai có thể chối cãi được cái sự kiện Chúa Giêsu sống lại. Và đó là cái niềm hy vọng, đó là cái niềm vui của người Công giáo. Và đó là đức tin mà chúng ta sẽ thấy người Công giáo họ sẵn sàng coi thường những các cái vật chất, coi thường những khác để mà sống một cái niềm tin, sống một cái niềm hy vọng, đặt vào cái niềm vui, cái sức mạnh của Chúa Giêsu. Ngài đã chiến thắng sự giữ, Ngài đã chiến thắng sự chết. Đó là cái điều mà chúng tôi cố ý muốn diễn tả, đặc biệt trong cái tuần này gọi là tuần thánh, và ba ngày gọi là ba ngày cuối cùng này gọi là Tam Nhật Thánh, kỷ niệm việc Chúa làm sao để cái cuộc chịu đựng cứu chuộc của Chúa nó còn tồn tại cho đến thế hệ này qua thế hệ khác cho đến chúng ta bây giờ. Thiên Chúa đã chịu quá nhiều khổ đau vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta được tha thứ là cái tội mà Chúa Giêsu đã gánh cho chúng ta rồi, thì chúng ta cũng tiếp tục tha thứ cho anh chị em của mình, gánh vác tất cả những nỗi khổ đau của con người để mà chia sẻ cùng với nhau trong cái kiếp làm người ngày. Cùng với Đức Giêsu chúng ta loại bỏ tất cả những thói hư tật xấu và những lỗi lầm cũng như là cái vạ mà chúng ta đền đó để lại trần gian này và trở về nhà Cha trên trời. Ba ngày Tam Nhật Thánh là ba ngày trọng đại của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thì trong đó ngày thứ năm thì giáo xứ có tổ chức gọi là thánh lễ tiệc ly. Thì trong cái thánh lễ tiệc ly đó thì có cái phần đốt chiên, rồi có nghi thức rửa chân, rồi sau đó là kỷ niệm Chúa Giêsu là phép thánh thể. Thì giáo xứ có rước thánh thể Chúa từ bên hội trường xuống tới nhà thờ và sau đó chầu cho tới 12 giờ đêm. Còn riêng ngày hôm nay tức là thứ sáu thì giáo xứ có một cái buổi gọi là tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi bắt đầu với cái chương trình là đi viếng đàng thánh giá 14 chặng đàng mà Chúa đã đi qua. Để mà Chúa trước khi Chúa chịu chết sẽ bắt đầu vào lúc 6:30, giáo xứ sẽ thực hiện cái chương trình đó.
Sau chương trình 14 chặng đường thánh giá thì chúng tôi sẽ về lễ đài này để thực hiện cái chương trình suy tôn thánh giá. Tại vì thập giá là, nếu mà là chỉ là một thập giá mà không có Chúa chịu chết ở trên đó thì nó không còn là thánh giá nữa. Và chính vì vậy mà chúng tôi suy tôn Giáo hội Công giáo, suy tôn thập giá thành thánh giá khi Chúa chết ở trên cái thập giá đó. Có cái nghi thức là hôn chân Chúa, tiếp nối cái chương trình này đó. Thì chúng tôi có cái chương trình, cái nghi thức tháo đanh và táng xác Chúa. Đây cũng là một cái nghi thức mà có thể nói cũng được giáo dân hưởng rất là nhiều trong 2-3 năm vừa qua, và cũng rất là cảm động và nhiều người đã khóc vì cái nghi thức này. Và khi mà chúng tôi tháo đanh xong, táng xác Chúa thì sẽ đưa về nhà thờ. Thì ở trong nhà thờ chúng tôi thực hiện một cái mồ ở trong nhà thờ và sẽ táng xác Chúa ở trong đó. Và giáo dân sẽ tuần tự hôn chân Chúa ở trong nhà mồ đó. Và chúng tôi cũng tiếp nối vào cái ngày mai, tức là ngày thứ bảy, là các đoàn thể Công giáo Tiến Hành sẽ luân phiên nhau để đi đến hôn chân Chúa một lần cuối cùng trước khi chúng ta chuẩn bị vào Chúa Phục Sinh. Thánh lễ Vọng Phục Sinh sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ buổi chiều, và ngày Chủ Nhật là ngày lễ Phục Sinh vào lúc 10 giờ. Và đấy là cái chương trình tổng quát cũng như là ý nghĩa của ba ngày Tam Nhật Thánh mà giáo xứ thực hiện trong năm nay. Rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV chúng tôi ghi nhận về chương trình Thánh lễ Phục Sinh được tổ chức tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo tại thành phố Houston. Ái Hiền và Như Lê rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Mến chúc cho quý vị có một ngày bình an và tràn ngập hồng ân trong Thiên Chúa. Xin chào tạm biệt.